Chào Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai vẫn quay lại cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Quý vị, chỉ còn hơn hai tuần lễ nữa là chúng ta bước vào cuộc bầu cử tổng thống và cuộc tổng tuyển cử. Và năm nay thì quý vị, nó có một cái dấu hiệu khá đặc biệt là cuộc, cuộc tranh cử tổng thống giữa ông Trump và Kamala Harris. Nó không những là một cuộc bầu cử đầy sôi nổi, có nhiều biến động và những chuyện chưa xảy ra, đã xảy ra, đang xảy ra và tiếp tục xảy ra. Thì quý vị, bên cạnh chuyện này, nó cũng có một cái chuyện cũng chưa từng có bao giờ là cuộc đấu giữa các tỷ phú với các ứng cử viên tổng thống. Trong đó thì quý vị, tôi có hai bản tin mà cho quý vị thấy rằng cuộc đấu này nó cũng là cuộc đấu một sống một còn của một cái khái niệm về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Quý vị, trong cái bản tin mới nhất thì tôi có được đầu tiên hết là nhà tỷ phú Elon Musk người đã tuyệt đối ủng hộ cho ông Trump và tự nhận mình là một maga chính hiệu đã bơm khoảng 75 triệu Mỹ kim vào trong cái uh, pack ủng hộ cho ông Trump và trở thành một trong những nhà quyên góp lớn nhất của Đảng Cộng Hòa, quý vị. Ông Elon Musk đã bơm 7 75 triệu Mỹ kim vào một cái pack mà ủng hộ cho ông Trump và trở thành một trong những nhà quyên góp lớn nhất của Đảng Cộng Hòa tức là GOP nhà tỷ phú Elon Musk đã chi ra 75 triệu Mỹ kim để à, trong cái à, park và ủng hộ cho ông Trump à, trong vòng 3 tháng qua theo bản báo cáo công bố của cái cơ quan bầu cử liên bang đưa ra ngày thứ ba trong đó cho thấy rằng nhà tỷ phú này đã trở thành một trong những uh, nỗ lực để giúp cho ông Trump thắng cử năm ha, vào, à, vào tháng ngày 5 tây tháng 11 năm 2024. American Park được à, à, tập trung vào việc mà các cử tri trong đó đặc biệt là ở những tiểu bang có cái tính chất chiến lược và đã chi ra khoảng 72 triệu Mỹ kim ở à, trong từ tháng 7 cho tới tháng 9 theo tường trình của à, cơ quan và quỹ à, ban bầu cử liên bang tức là FEC và trên hết thì cái các cái, cái cái gọi là cái quỹ ủng hộ cho ông Trump đã tập trung vào việc mà nhắm vào những cử tri ngày hôm đó ra đi bầu và chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bắt đầu thúc đẩy các cái việc đi bầu và trong đó có nghĩa là cái Super PAC này đã được sáng lập bởi ông Musk được xem là nhà tỷ phú số 1 của thế giới đóng vai trò rất quan trọng trong cái cuộc tranh cử được xem là sát nút giữa ông Trump và Kamala Harris và ông Musk là tổng giám đốc của công ty sản xuất xe điện Tesla đồng thời cũng là một trong những người mà ủng hộ trong và ông đã ông nói rằng à, trước đây ông đã từng bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng dân chủ trong quá khứ và ông đã nghiêng về phía cánh hữu trong cuộc bầu cử này ông endorse cho ông Trump trong tháng 7 à, sau khi mà có và đã cùng xuất hiện với ông Trump trong cái cuộc rally tại Pennsylvania vào đầu tháng này và ông mất quyên góp cho cái uh, American Park trong đó gần như Ông trở thành một trong những nhà quyên góp lớn nhất của Đảng Cộng hòa và nằm trong đó bao gồm cả Timothy Mellon và nhà tỷ phú Miriam Adelson và hãng thông tướng Reuters trước đó báo cáo là ông Moss đã thầm à, âm thầm hỗ trợ cho tất cả những cái nhóm chính trị bảo thủ trong nhiều năm và bây giờ ông công khai ra việc ủng hộ cho ông Trump. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất mà chúng ta có được từ nhà tỷ phú Elms. Tuy nhiên thì bên cạnh ông Elms còn một người khác được xem là một trong những người mà ủng hộ tuyệt đối cho ông Trump đó là nữ tỷ phú Auderson đã chi ra 100 triệu cho cái super park của ông Trump. Quý vị, đây là một trong những cái tin mà chúng ta thấy được là nữ tỷ phú Auderson đã chi ra 100 triệu cho một cái park ủng hộ cho ông Trump. Trong đó thì à, tiến sĩ Miriam Adelson đã trở thành người đóng góp lớn nhất cho cái quỹ tranh cử tổng thống à, trong cái mùa bầu cử năm nay theo tường trình của cái ký giả độc lập có tên là Yasha Ali chỉ ra từ cái đơn điện ở cái cơ quan FEC thì Ali cho biết trên trang platform X là Audelson hiện nay đã đóng góp 100 triệu cho cái uh, cái super PAC ủng hộ cho ông Trump gọi là Preserve America và trong uh, cuối tháng 7 thì tờ New York Times báo cáo rằng Alderson 79 tuổi đã dự tính chi ra 100 triệu để ủng hộ cho cựu tổng thống Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc và bà cùng với người chồng của bà là nhà quản lý về sòng bài là Sheldon Alderson đã chi ra 90 triệu Mỹ Kim trong năm 2020 ủng hộ cho ông Trump và Sheldon Alderson đã qua đời năm ở tuổi 87 năm 2008 121 và khiến cho tiến sĩ Addison đã trở thành phụ nữ giàu nhất thế giới và tôi rất là chắc chắn là cái North Star sẽ bắt đầu có những gì mà bạn nghĩ rằng là Sheldon đã làm và vẫn còn sống đó là lời phát biểu của cựu đại sứ Hoa Kỳ tại của tại tại do thái dưới triều đại của ông trăm là David Friedman đã nói với tờ Time trong tháng 6 và tờ Time à, cho biết là nhà quyên góp của đảng cộng hòa này à, được xem là một người mà, mà Hoa Kỳ gốc do thái và ủng hộ cho do thái bà sinh ra tại Tel Aviv và từng là cựu viên chức ở trong bộ quốc phòng của do thái à, và bà ta gần như trong những ngày gần đây bà ta không có ở căn nhà của bà ta ở lá vegas nơi mà chồng của bà ta đã sinh sống với bà ta bà đang ở tại do thái và audrey được báo cáo là đã vận động cho ông trump trong cái nhiệm kỳ đầu tiên và trong đó thì trong đó khi mà ông trump đã dời cái tòa đại sứ của do của hoa kỳ ở tại à, tel aviv tới jerusalem và ông đã đơn phương làm chuyện này theo tường trình của tham cho biết thì à, bà Anderson không có một cái mục tiêu rõ ràng ở trong cái này. Tuy nhiên thì à, bà đã chọn ông Trump để mà à, tiếp tục ủng hộ cho ông Trump sau khi chồng bà qua đời. Quý vị, bà là một tỷ phú và gia đình của bà là quản trị một số những cái sòng bài lớn ở Las Vegas và chồng của bà đã qua đời năm 2021. Hai vợ chồng của bà là những người ủng hộ cho ông Trump. Quý vị, rõ ràng là ông Elon Musk đã thành công khi mà ông giúp cho ông Trump và bà Alderson cũng là người đã giúp cho ông Trump rất là nhiều họ giúp cho ông Trump, Elon Musk thì mới sau này là chính thức ra mặt ủng hộ cho ông Trump. Còn bà Alderson đã ủng hộ cho ông Trump từ năm 2016 qua tới 2020 và bây giờ 2024. Và bà là một người gốc do Thái. Hiện nay bà không sinh sống tại Las Vegas. Bà đang sống tại một đất nước dầu sôi lửa bỏng là ở Do Thái. Quý vị, và bà chi ra 100 triệu cho ông Trump. Điều này cho thấy rõ ràng là có một cái cuộc đấu ngầm giữa các tỷ phú ở trên Wall Street và Silicon Valley trong việc ủng hộ cho Kamala Harris hay là ủng hộ cho ông Trump. Những tỷ phú làm giàu như George Soros thì họ ủng hộ cho phía Kamala Harris là bởi vì họ muốn thay đổi cái hiện trạng của đất nước Hoa Kỳ. Họ muốn transform đất nước Hoa Kỳ từ một quốc gia có một nền kinh tế tư bản mạnh nhất toàn cầu trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa họ thúc đẩy những cái chính sách gần như là 100% xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, họ làm giàu nhờ chính sách tư bản và họ nghĩ rằng để giữ được tài sản của họ, giữ được quyền lực của họ thì phải transform. Tại vì làm làm tỷ phú và quyền lực ở trong một cái xã hội tư bản, họ dễ bị mất đi cái vị trí này. Đó quý vị thấy ở trên cái tạp chí Forbes mỗi một tháng họ vẫn đưa ra là ai là tỷ phú giàu nhất trên thế giới. Ví dụ tháng này là những trong mấy tháng qua thì ông Elon Musk hay là ông chủ của cái hãng là bóp hiệu nổi tiếng LV. Rồi bây giờ tới phiên Mark Zuckerberg vọt từ hàng thứ 6 lên hàng thứ 2 là tỷ phú hàng thứ hai trên thế giới. thế giới Trong một xã hội tư bản thì cái ngôi vị tỷ phú thay đổi liên tục. Và mới ngày hôm qua làm tỷ phú, ngày hôm sau sẽ phá sản trắng tay. Đó là cái tính chất của chủ nghĩa tư bản. Tức là quý vị có cơ hội làm giàu rất nhanh nhưng cái nguy hiểm của sự làm giàu này nó cũng có thể khiến cho tài sản của quý vị mất rất nhanh nếu quý vị đi sai được thì quý vị đó là cái uh, cốt lõi của nền kinh tế tư bản thì quý vị những kẻ làm giàu ở bên phía của Kamala Harris nó không nghĩ như vậy khi mà họ làm giàu nhờ chủ nghĩa tư bản thì điều duy nhất giữ cái ngôi vị tỷ phú và giữ hết tài sản của họ thì phải chuyển đổi qua xã hội chủ nghĩa kiểm soát người dân và khiến cho người dân nghèo phải sống dựa vào chính phủ dựa vào sự ban ơn của những người giàu do đó quý vị họ muốn duy trì cái tài sản của họ họ muốn duy trì cái quyền lực của họ bắt buộc họ tìm đủ mọi cách để thay đổi cái nền tảng của Hoa Kỳ từ một quốc gia có nền kinh tế tư bản qua một cái quốc gia có nền kinh tế xã hội chủ nghĩa bởi vì chỉ có xã hội chủ nghĩa thì những kẻ giàu mới giữ được tài sản họ dựa vào cái thế lực của cái chế độ cai trị xã hội chủ nghĩa để bảo vệ tài sản cho họ, bảo vệ quyền lực cho họ. Còn trong một cái xã hội tư bản thì không có. Trong một cái xã hội tư bản, hôm nay làm tỷ phú, ngày mai trở thành ăn mày. Rất dễ dàng, nếu đi sai được. Do đó quý vị, những tỷ phú mà ủng hộ cho Kamala Harris là họ tìm đủ mọi cách để duy trì cái quyền lực và tài, tài, tài sản của họ. Trong khi đó, những tỷ phú ủng hộ cho ông Trump thì họ lại mang một cái ý nghĩa khác họ muốn gìn giữ lại những giá trị của đất nước này. Đầu tiên hết là cái chủ nghĩa tư bản là một là một cái là một cái uh, nền kinh tế tư bản đã giúp cho họ giàu có. Do đó, phải bảo vệ cái nền kinh tế tư bản để tạo cơ hội cho những người khác. Thì thứ hai là quý vị, họ bảo vệ cho cái nền móng giá trị của gia đình, tôn giáo. Đây là những nhà tỷ phú mà tôi nói rằng là họ có một cái khuynh hướng được xem là bình đẳng hơn bởi vì chỉ có chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế tư bản mới tạo cơ hội đồng đều cho mọi người dân. Ai có tài sẽ thành công. Ai có tài sẽ ta trở thành tỷ phú và quý vị thấy rằng là cái xã hội Mỹ, cái nền kinh tế tư bản của Mỹ đã tạo rất nhiều tỷ phú trong 30 năm qua. Trong 30 năm qua có rất nhiều tỷ phú của Mỹ xuất hiện là nhờ cái nền kinh tế tư bản. Còn cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thì quý vị nó duy trì cái mà cái 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 quyền lực và cái cái tài sản cho nên những quốc gia mà đi theo cái hệ thống xã hội chủ nghĩa hay tương tự như xã hội chủ nghĩa thì quý vị thấy rất ít bật ra những tỷ phú gần như không có mà chỉ tăng cường thêm cái tài sản của những tỷ phú đã có sẵn mà thôi đặc biệt là ở Âu Châu Âu Châu có nhiều tỷ phú nhưng 30 năm qua thì quý vị họ không bật ra những tỷ phú mới mà đa số những tỷ phú này là những tỷ phú lâu năm. Những tỷ phú lâu năm, họ đã có cái tài sản đó cả mấy chục năm rồi. Từ sau khi chấm dứt đệ nhị thế chiến tới bây giờ. Âu Châu không bật ra nhiều tỷ phú bằng Hoa Kỳ. Ngược lại, cái nước mà bật ra nhiều tỷ phú chính là Cộng sản Trung Quốc. Chính là Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì lúc mà họ mở cửa cái kinh tế ra quý vị, họ bắt đầu sử dụng cái nền kinh tế tư bản để xây dựng thế lực cho cái chế độ cai trị cho nên Trung Quốc bật ra nhiều tỷ phú nhưng Âu Châu không có tại vì Âu Châu Pháp Đức đi theo cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa lên đi ra họ đi lên sau chủ nghĩa bằng con đường tư bản do đó những tỷ phú bên Âu Châu là những tỷ phú truyền thống họ đã là tỷ phú mấy chục năm rồi họ duy trì và tài sản họ mỗi lúc một giàu hơn trong khi người dân Âu Châu thì bú sữa nhiều hơn. Người dân Âu Châu dựa vào cái sự ban phát của chính phủ nhiều hơn. Từ Đức qua tới Pháp. Tôi không nói những cái quốc gia cộng sản nha quý vị. Tôi chỉ nói những quốc gia từ cái chủ nghĩa tư bản đi lên xã hội chủ nghĩa. Ở Đức, ở Pháp. Thì quý vị, người dân đa số sống bám vào chính phủ. Người nghèo sống bám vào chính phủ. Và những cái mô hình này nó đã trở thành một cái mô hình mà nhiều người bây giờ đó quý vị thấy nhiều người Việt ở đây nói rằng ô cái chế độ y tế của Mỹ không bằng Âu Châu Âu Châu lo hết từ đầu tới cuối thì quý vị đây là cái hình thức của xã hội chủ nghĩa đó nhưng mà sao quý vị họ làm như vậy thì họ duy trì được tài sản ngược lại xứ Mỹ là một nền kinh tế tư bản do đó quý vị làm tỷ phú ở Mỹ không phải dễ và giữ được cái ngôi, ngôi vị tỷ phú không phải dễ quý vị thấy ông Trump đó Lúc mà ông làm tỷ phú ngon lành lắm. Lên làm tổng thống mấy năm, ông văng ra khỏi danh sách tỷ phú luôn. Ông chỉ mới trở lại sau khi mà ông xác nhập cái trang tru sô so so của ông với lại uh, uh, Trump Media Technology. Thì ông mới trở lại thành lành tỷ phú. Chứ trước đó, quý vị, trước khi mà ông tập ra cái trang tru sô so so", ông đã bị đẩy ra khỏi danh sách các tỷ phú của thế giới rồi. Trong khi trước khi ông làm tổng thống, ông là một trong những tỷ phú của thế giới. Thì quý vị thấy rõ ràng, ở một cái nền kinh tế tư bản nó tạo cơ hội đồng đều cho mọi người và nó cũng là con dao hai lưỡi nếu đi sai đường thì mất trắng tài sản đây là cái điều mà cái đám ở Wall Street và Silicon Valley nó không muốn cái đám tài phiệt ở đây nó không muốn nó muốn duy trì tài sản và mỗi năm tăng cường tài sản của nó lên đó quý vị thấy từ uh, Apple cho tới công ty Google quý vị lúc trước thì à, tài sản của họ không nhiều bây giờ cái à, trị giá tài sản của họ từ 2 2000 tới 3.000 tỷ so với những tỷ thu phú truyền thống của ngành dầu hỏa ngành năng lượng ngành xe thì phải chật vật đối với lại tất cả những cái quy tắc khó khăn trong khi đó các công ty à, sinh sau đẻ muộn Google sinh ra từ thập niên 90 sau khi mà cái à, sau khi mà cái internet ra đời thì Google mới có mặt Amazon mới có mặt. Rồi công ty Apple thì có mặt từ thập niên 80. Lúc đó là Tim Cook với lại Steve Jobs còn làm trong Gara. Nhưng mà chỉ 30 năm sau, 40 năm sau, công ty Apple đã trở thành công ty có mức vốn gần 3.000 tỷ. Công ty Google cũng có mức vốn đó, Amazon cũng vậy. Họ là những tỷ phú trỗi dậy từ giữa thập niên 90 thì quý vị họ làm giàu rất nhanh họ làm giàu rất nhanh và những cái chính sách cực tả càng khiến cho cái tài sản của những công ty này tăng lên ngược lại những công ty mà về truyền thống về truyền thống thì quý vị từ kỹ nghệ du lịch cho tới cái kỹ nghệ sản xuất về công nghiệp như là xe hơi cho tới những cái kỹ nghệ về năng lượng quý vị có thấy công ty nào mà trị giá vốn lên cái cả ngàn tỷ giống như những công ty kỹ thuật không trong khi đó năng lượng là cái cần thiết nhất cho tất cả cho tất cả những cái uh, uh, hoạt động trên thế giới. quý vị coi cho nói cho tôi biết đi, Chevron hay là uh, Shell, những công ty này có trở thành ngàn tỷ không? Tại vì những công ty này họ đi theo cái lối truyền thống của nền kinh tế tư bản lên xuống tùy theo mức độ, còn những công ty kỹ thuật sau khi họ làm giàu họ thúc đẩy những chính sách cực tả những chính sách được xem là là lèm quyền về môi trường, về uh, xã hội công lý vân vân. Cuối cùng thì tài sản của họ mỗi lúc một dày lên, tài sản của họ mỗi lúc một dày lên và những kẻ này là những kẻ ủng hộ cho bên đảng dân chủ đó. Thì quý vị thấy rõ ràng có một cái sự uh, gọi là cạnh tranh giữa các tỷ phú. Thì quý vị ngoại trừ Elon Musk là trong ngành kỹ thuật ra, tỷ phú số một thế giới ra, thì quý vị ngoại trừ Elon Musk ra còn lại còn lại tất cả những cái kẻ như là bên của Apple bên của Facebook hay là bên của Google Amazon cái vị nhìn thấy mỗi một năm tài sản của họ là dày lên trong khi đó, những công ty thuần tí có mặt ở nước Mỹ nhiều khi cả trăm năm rồi. Có hơn cả trăm năm rồi, nhưng mà vẫn lên bình. Là bởi vì quý vị, họ giữ được cái tài sản là may rồi. Làm sao duy trì và phát triển. Thì nó từng bước một. Chứ nó không phải là một bước lên trời. Đi đôi khi bảy dặm. Quý vị, đây là cái sự khác biệt và tại sao các tỷ phú lại nhảy vào hỗ trợ cho cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Đó là cái mà tôi muốn nhấn mạnh tới quý vị. Những tỷ phú như Elon Musk hay là Alderson, họ ủng hộ cho ông Trump có nhiều mục tiêu. Bà Alderson, bà ủng hộ cho ông Trump bởi vì bà gốc Do Thái. Và ông Trump là người ủng hộ 100% cho đất nước Do Thái. Và chồng của bà cũng vậy. Cho nên là họ hỗ trợ cho ông Trump trên tinh thần là bởi vì ông Trump là người đã thúc đẩy và bảo vệ cho Do Thái một cách rất là chắc chắn ở 4 năm đầu. Và ở 4 năm sau kế tiếp, bà tin rằng ông Trump là người bảo vệ chắc chắn cho Do Thái. Do đó, bà Anderson ủng hộ cho ông Trump trên cái tinh thần là một người Do Thái. Trong khi đó, ông Elon Musk thì ủng hộ cho ông Trump là bởi vì Elon Musk thấy rõ cái tiềm năng nguy hiểm của cái chủ nghĩa xã hội và cái uh, chính sách mà để cả, cuối cùng để cho người dân phải ăn bám và bú sữa của chính phủ thay vì sáng tạo thay vì sáng tạo và Elon Musk có mục tiêu là bảo vệ cho giá trị gia đình giá trị của tôn giáo giá trị của gia đình thì Elon Musk ủng hộ cho ông Trump là ở cái điểm này ông Trump đã bảo vệ cho cái giá trị bảo thủ của gia đình Chính vì vậy mà Elon Musk ủng hộ cho tâm Trump. Oakman. Oakman là một nhà tỷ phú của Silicon Valley. Và cũng là một trong những nhà sáng lập cái trang PayPal chung với là Peter Thief. Những người này cũng ủng hộ cho ông Trump. Quý vị, họ ủng hộ cho tâm Trump là họ muốn duy trì một cái nền kinh tế phát triển vừa phải và tạo cơ hội đồng đều cho tất cả những người khác. Không thể tập trung vào cái việc làm giàu cho một số cá nhân. Mặc dù họ là tỷ phú quý vị biết Peter Thiel và ông Ackman đều là nhà đồng sáng lập chung với lại ông Elmer cái trang PayPal bây giờ trang PayPal là một trong những cái trang mà chuyển ngân lớn nhất thế giới đó quý vị và bên cạnh đó Elmer cũng là người đã sáng lập cái chương trình GPT của AI rồi sau đó ông rút ra ông nhường cổ phần lại cho Microsoft nhưng ít nhất quý vị chúng ta từ cái cuộc tranh cử này thấy rõ có hai cái khuynh hướng của những kẻ giàu có tại Hoa Kỳ những kẻ muốn bảo vệ và tăng cường tài sản của mình bằng cách sử dụng và chuyển đổi cái hệ thống xã hội từ một cái xã hội tư bản qua một cái xã hội, xã hội chủ nghĩa là những kẻ ủng hộ cho Kamala Harris để duy trì và tăng cường tài sản của họ. Còn những tỷ phú muốn bảo vệ cái giá trị cũ, cơ hội đồng đều cho người dân và cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người là những người ủng hộ trong trong. Trong đó có Elon Musk, có Edison, có Peter Thiel, có Walkman. Đây là những tỷ phú đã đứng ra hỗ trợ cho ông Trump. Oakman là người đã gây quỹ cho ông Trump được 34 triệu ở tại San Francisco. Và trong đó, qua cái quy thế của Oakman thì có rất nhiều những nhà đầu tư ở Silicon Valley cũng chuyển vào ủng hộ cho ông Trump. Đặc biệt là có một người mà gốc Việt đó, cô này tôi nhớ tôi quên cái tên rồi. Thì cổ là một nhà gây quỹ chuyên nghiệp cho phía đảng Dân Chủ nhiều năm. Cho phía đảng Dân Chủ nhiều năm. Và tới bây giờ thì cổ chuyển đổi của chuyển và ủng hộ cho ông Trump là bởi vì cô nhìn thấy được cái nguy hiểm của xã hội chủ nghĩa và một cái chính quyền chuyên chế một cái chính quyền chuyên chế nó nhân danh một cái điều tốt đẹp để nó trói buộc tất cả quyền tự do của người dân và nó buộc người dân phải thực hiện tất cả những cái những cái tính chất chuyên chế của nó quý vị đã nhìn thấy từ đại dịch thứ nhất là nó áp đặt tất cả mọi người phải chích chủng ngừa kể cả con nít thứ hai là quý vị thấy rõ ràng là nó tăng cường cái hệ thống kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận của người dân Thì quý vị, thứ ba là nó tìm cách kiểm soát cái quyền tư vệ của người dân Thì đây là tôi gọi là những cái chính quyền chuyên chế Nó muốn kiểm soát tất cả những chuyện này Chưa kể sau này, lạng quạng nó kiểm soát luôn hồ sơ bệnh lý của quý vị luôn Tức là quý vị thấy cái xu thế của thế giới bây giờ Là họ có nhiều cái kỹ thuật mới, tân tiến Trong đó có thể cấy con chip vào người giúp cho quý vị có thể đo lường được những cái bệnh trạng trong người giúp cho quý vị có thể uh, kịp thời cấp cứu nếu như quý vị gặp trở ngại về sức khỏe một cách nhanh chóng rất là tốt nhưng order side bên cạnh đó thì con chip đó nó cũng có nhiệm vụ là sẽ báo cáo đầy đủ tất cả hồ sơ y tế của quý vị và con chip đó có thể sẽ khiến nếu mà nó ngưng hoạt động thì nó sẽ gây ra một cái hậu quả nghiêm trọng cho quý vị ảnh hưởng tới sinh mạng luôn khi con chip đó nằm trong người và kẻ điều khiển con chip đó có ý định thì cái vị hai mặt một đồng tiền hai mặt một đồng tiền bên ngoài thì họ dùng cái danh nghĩa rất tốt đẹp và chúng ta thấy được giá trị của những cái kỹ thuật tân tiến này nhưng order sai tức là bên cái mặt trái của nó là những kỹ thuật tân tiến này nó cũng là những công cụ kiểm soát con người và đây là mục tiêu của những kẻ tỷ phú muốn duy trì tài sản và tăng cường tài sản của họ đây là cái điều mà tôi đã nói quý vị là xã hội Mỹ đang đứng trước một cái một cái cửa một cái ngã ba mà nước Mỹ đã đi từ lâu năm từ từ nhiều năm nay là họ đi theo cái hướng kinh tế tư bản nền kinh tế tư bản tức là capitalism thì bây giờ quý vị những tên tỷ phú đông như kiến ở Silicon Valley ở Wall Street thì nó muốn chuyển đổi nước Mỹ này từ một cái nền kinh tế capitalism trở thành một cái nền kinh tế của socialism, tức là xã hội chủ nghĩa. Tại vì nó nhìn thấy được cái sự thành công duy trì tài sản tại Âu Châu. Những tỷ phú tại Âu Châu duy trì được tài sản là nhờ cái cơ chế của Âu Châu chuyển đổi và lực lượng cánh tả đã đặt ra những cái quy tắc, đã đặt ra những cái luật lệ theo khuynh hướng cực tả và theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Cuối cùng thì quý vị, những tỷ phú Âu Châu họ giữ được tài sản của họ một cách vĩnh viễn. Và mỗi một năm Tài sản của họ dày lên Trong khi người dân của Âu Châu Thì phải sống bám vào tiền housing Tiền à, à, social -so, Tức là tiền xã hội Tiền trợ cấp thất nghiệp Hay là chăm sóc sức khỏe miễn phí Của chính phủ Thì cái vị cuối cùng Thì cái mức thuế rất là cao Tôi đã nói quý vị Mức thuế ở những quốc gia này rất là cao Họ đi theo cái hướng sầu chủ nghĩa thì Nhưng mà cuối cùng thì cái hướng này nó giúp cho các tỷ phú của Âu Châu không những duy trì được tài sản mà còn tăng cường tài sản họ lên. Đây là cái giấc mơ của đám tỷ phú ở Silicon Valley và Wall Street. Làm sao duy trì tài sản một cách vĩnh viễn và tăng cường tài sản của mình mỗi một năm. Và họ nhìn thấy được cái sự thành công của uh, Apple, của Google hay là của Facebook vân vân Và họ muốn đi theo con đường này. Và con đường này thì cuối cùng đẩy người dân vào tình trạng nghèo khó sống dựa vào chính phủ. Do đó quý vị, đây là cái đám tỷ phú ủng hộ cho cái chính sách khuynh tả của đảng Dân Chủ bây giờ. Và ta, đó là lý do tại sao họ châm tiền rất nhiều cho Kamala Harris. Cho tới giờ phút này, ngân quỹ tranh cử của Kamala Harris gần 400 triệu. Ông Trump chỉ được có 298 triệu thôi. Chưa tới 300 triệu. Lý do là bởi vì ông Trump nguyên góp tiền từ những người dân bình thường. Và ông có một số tỷ phú hỗ trợ, nhưng không nhiều so với Kamala Harris. Số lượng tỷ phú ủng hộ cho Kamala Harris đông hơn. Do đó, cái ngân sách tranh cử của bà ta dồi dào hơn. Nhưng mà giống như tôi nói, năm nay tiền không còn đóng vai trò quan trọng giống như những năm trước. Bởi vì cái người cử tri không bị tác động nữa. Những cử tri ở Hoa Kỳ năm nay bầu cử không bị tác động bởi những mẫu quảng cáo, những tờ flyer, những lá thư gửi về nhà nữa giống như tôi đó quý vị đã đi mua bầu cử đây nhà tôi đầy những cái flyer quảng cáo những lá thư của các ứng cử viên tôi cầm lên một cái là tôi giục thùng rác hết tôi không coi họ muốn nói cái gì trong đó luôn thì quý vị là bởi vì tôi là cái người biết được mình bầu cho ai và biết được mình chọn con đường nào thì tương tự như vậy hàng triệu người bên ngoài họ biết được họ bầu cho ai họ biết được họ chọn ứng cử viên nào rồi họ không bị tác động bởi các cái tờ flyer, các cái mẫu quảng cáo trên radio, truyền hình hay social media. Do đó quý vị, tiền năm nay nó không đóng vai trò quan trọng lắm. Mà cái quan trọng nhất là phiếu bầu. Cái quan trọng nhất là vẫn là phiếu bầu. Tiền năm nay không còn cái vị trí quan trọng nữa. Mà cái quan trọng nhất là cái ý thức của người dân. Họ có quyền, họ đã có cái họ đã có một cái sự khai sáng có thể nói là họ đã bừng tỉnh họ không còn bị dẫn dắt bởi cái đám đông truyền thông cái đám đông truyền thông hoặc là bày đàn nữa họ biết phân tích đối chiếu so sánh họ nhìn thực tế cuộc sống của họ để họ biết được cái nền kinh tế hoa kỳ như thế nào cuộc sống xã hội xung quanh họ cộng đồng của họ an toàn hay không an toàn họ có mắt nhìn đó quý vị thấy lúc nào cũng nói là tội ác giảm nhưng mà bây giờ lái xe ra những cái khu vực mà gọi là đô thị đông người phức tạp vẫn đập kiến xe như thường. Và nhiều cửa tiệm vẫn bị đập cửa kiến vào ban đêm để cướp. Mà nó vẫn tri hô lên là a à, mức độ tội phạm giảm. Cái vậy, nó dựa trên những con số báo cáo. Rồi nó điều, rồi nó, nó, nó nó trộn qua, nó trộn lại. Rồi nó nói rằng là ô, mức độ tội phạm giảm. Nhưng mà chúng ta nhìn trên thực tế. Chúng ta thấy được lái xe ra đường bây giờ không được an toàn. Đậu xe vào parking của một khu shopping cũng không được an toàn có thể bị đập kiến xe và cũng có thể khu shopping đó bị cướp. An toàn ở chỗ nào? Mà nó vẫn tri hô là an toàn đó. <laughs> Thì quý vị, chúng ta đang chứng kiến rất là nhiều. Do đó, người dân họ không tin vào cái đám truyền thông. Họ không tin vào những con số nữa. Mà họ tin vào cặp mắt của họ với cuộc sống thực tế ở bên ngoài xã hội. Và chúng ta đang đối diện với mức là giá cả chi phí tăng gấp 2, gấp 3 lần. Đây là thực tế cứ lúc nào cũng nói kinh tế năm nay phục hồi tăng trưởng nhưng mà kết quả thì chúng ta nói là lạm phát giảm nhưng mà chúng ta vẫn đang đối diện với mức giá cả vẫn tăng cao không hề giảm nhưng mà nó vẫn nói là a à, lạm phát đã giảm rồi bây giờ còn hai chấm mấy ba chấm cứ bị nhìn vào thực tế đi giá cả có giảm không hay tăng cứ vị đây là những gì mà người dân Hoa Kỳ chứng kiến do đó năm nay tôi nói là năm nay tiền có vẻ như là cái vị trí không còn quan trọng giống như những năm trước. Vẫn quan trọng, nhưng cái mức độ quan trọng của nó giảm đi rồi. So với những năm trước, tiền đóng vai trò rất quan trọng, không thua gì phiếu cả. Và cuộc chiến giữa ông Trump và Kamala Harris cũng là cuộc chiến giữa các tỷ phú. Giữa các tỷ phú có cái tư tưởng chính trị khác nhau. Và giữa các tỷ phú mang tính chất ích kỷ và những tỷ phú có cái tính chất gọi là bao dung, nó khác nhau chỗ nào. Chúng ta nhìn vào trong đó chúng ta sẽ thấy được là cuộc chiến gây gắt này không những là ông Trump với Kamala Harris mà còn giữa các tỷ phú với nhau. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.